Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trai Đồng Bằng Vlog. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì đây là hình ảnh của cái video mà cụ bà Thích Méo Mó cùng với cái thằng phi công đá lót đường đã đăng ngày hôm qua lúc 12 giờ đêm nhưng mà đã xóa, với cái tiêu đề là đá lót đường xin gửi đôi lời đến là con già môi sẽ luống. Các bạn thấy không? Các bạn thấy là cái lượt like đó là nó thấp hơn ở cái lượt người ta dislike nữa. Và bên là cái trang Facebook thì có một cái dòng trạng thái đó là các bạn có thể thấy đó, thấy không? Đây là hâm dọa đó. Xác định đi con rồ, đừng thấy vợ tôi im lặng á thì muốn làm gì cũng được đó. Thì sau khi là những cái video clip cũng như là những cái dòng trạng thái này chia sẻ thì đã nhận được rất là nhiều búa rìu của dư luận. Hầu hết đều là chửi bới, không có ai tán thành những cái việc làm, những cái video clip của vợ chồng cụ bà Méo Mó cùng với cái thằng đá lót đường này trở trời á. Thì bây giờ mình sẽ đọc một vài cái bình luận tiêu biểu của là bà con cô bác anh chị em gửi đến cho cái cặp đôi đũa lệch vô dân quá này, khiến cho hai vợ chồng rất là hoang mang và đã là xóa ngay cái video clip. Tại vì các bạn biết là đăng cái video lên mà cũng không dám là mở bình luận. Tại vì mở bình luận thì nó biết được là bà con cô bác sẽ vào bình luận để mà chửi bới vợ chồng nó, đặc biệt là chửi bới cái thằng mà thằng hèn á, thằng hèn nhát, đã gọi như là dám làm mà không dám nhận, tán tỉnh con gái người ta, thèm húp sò người ta mà tới chừng người ta không cho ăn không được, rồi bắt đầu lên tiếng chửi bới người ta, nói là con già môi sẽ luống này cái nọ, mà không xem lại là cái con già ngồi sau lưng của mình năm nay là đã 64-65 tuổi, còn người ta mới có 30-40 tuổi, còn ngon cơm hơn con già của nó nhiều đó. Tránh, phải tránh né cái chữ già ra chứ. Thằng này nè, mình cho tất cả các bạn xem cái phần mô tả video của vợ chồng nó nè. Suốt ngày tào lao ảo tưởng quá rồi, tình yêu gì với loại như mày chứ con điên đó. Ý là nó nói là cái con tiểu tam là con điên đó. Tao thấy phát ớn và ghê tởm quá. Nó hoài, nó dài, nó dai, thành ra nó dại, không ăn được đạp đậu ư. Muốn phá hàm đốt tư. Xin lỗi nhé, mày không đủ khả năng. Dạo này không nảy được các kênh youtuber nói xấu vợ chồng mình nữa, nên là quá đầu rồi, bị đặt tào lao đó. Thằng này gọi như là nó là nói hai mặt, nó là thằng hai mặt rất là dữ dằn. Nó hôi người ta bịa đặt tào lao đồ, phá hạnh phúc nó đồ. Nhưng mà các bạn thấy nó đi nhắn tin với gái vui vẻ hí hửng, nó chê con vợ già của nó thậm tệ. Rồi bây giờ nó quay qua nó chê lại cái con nhỏ này. Nó nhỏ này già 40 tuổi thằng này nó chê lương ngắn mà chê địch dài, thằng bơn miệng méo mà chê trai lệch mâm. Bây giờ mình đọc một số bình luận của quý bà con cô bác anh chị gửi chặn cho là hai vợ chồng nó nè. Trước đây khán giả thương hại mày, giờ thấy mày là đậm chất xuyên tạc theo tú bà, dần dần là thành tú ông, nên khán giả nhìn mất cảm tình, ngày càng mất nhân tính, thương thay cho đời trai trẻ sống phụ thuộc với sự giáo huấn theo chất tú bà. Lên đấy mà nó viết được chữ suốt như thế, chính tả của nó chất lượng thiệt, mọi người có thể để ý không ạ? Đây là người ta sôi về chính tả của cái thằng đâu, cái thằng này thằng dốt, dân dốt trên núi mà hơi đâu mà sôi chính tả mày hả? Có một cái bình luận của Đức Ni nghe rất là hay, để mình đọc cho tất cả các bạn nghe. Nói lãng xẹt non nớt như trái chuối non, chê già vậy ai già hơn ai, môi họ trẻ còn mình không đi trẻ luôn đi, sửa mũi cắt mắt xăm đủ thứ rồi, chứ có gì tự nhiên đâu mà chê người ta hả ngốc. Trên đời này hết đàn ông rồi sao mà họ ảo tưởng, gần 70 còn rinh được con nít, cô ba mấy chẳng lẽ là không lọt được mắt người bằng tuổi. Nói xấu họ là cái nhảy, là cái ngành, nhưng họ có phải sống như mình vu cáo không, lời nói hạ danh dự của người khác không thấy ngượng miệng sao, giờ còn ca cấm. Nhỏ giờ chưa được nhà dài 30 triệu đó nên khoái tiếp tay nói xấu người trẻ thế. Nói xong cú này có lẽ sẽ nhận thêm về cái villa trăm tỷ, nhưng không có đâu, vì có câu
Ông bà xưa nói rằng đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng thì bà chấm. Bà làm suốt 50 năm rồi mà vốn gom hết chưa được 1 tỷ bạc, mua chưa được cái ghế xe hơi của vợ chồng Nguyên Vũ. Nghe nói đâu ba câu thấy hết hết lọt lỗ tai. Người đời nói dốt lại hay nói chữ là đây. Đúng thật, không khác nào một người đang ngước mặt lên trời phun nước bọt, ai ngờ nước bọt rơi xuống chính mặt mình. Cho nên người mà quá mê tiền, mê sắc dục nên bị si ám. Thì nói chung là người ta chửi rủa nhiều dữ lắm, nhưng mình chỉ cập nhật một số cái comment hay để mình chia sẻ cho tất cả các bạn thôi. Thì các bạn nếu muốn xem cái video clip đó thì các bạn vào ở Facebook là Hồng Hồng Diệu á, thì các bạn là sẽ thấy được cái video clip đó. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video tại đây. Thì sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến hai vợ chồng lầy lội này để gửi đến cho tất cả các bạn. Thì mình biết là hai vợ chồng này sẽ chưa chịu thua đâu.